Nếu không phải bà xã là Thủy Tiên, Công Vinh còn lại gì? Phải thẳng thắn rằng, thời điểm trước khi xảy ra chuyện tình với cầu thủ hot nhất bóng đá Việt Nam, cô ca sĩ của hit Giấc Mơ Tuyết Trắng vẫn là một cái tên mà không nhiều người biết đến. Thủy Tiên không hẳn không có tài năng, nhưng rõ ràng ở thời điểm mà làng showbiz đang bão hòa cả scandal lẫn lực lượng ca sĩ trẻ như thế, chuyện trở thành cái tên hot là hoàn toàn không thể. Đối với Công Vinh lại khác, vốn dĩ sau thời của Văn Quyến, chân sút người xứ Nghệ này được coi như cầu thủ hạng A của bóng đá Việt Nam. Đương nhiên, đó đến từ tài năng của Công Vinh. Thực sự, rất khó có thể dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả chính xác sự kết hợp của bộ đôi được coi như best fit Việt Nam ngoài từ song kiếm hợp ích vô cùng hoàn hảo như thế. Tên tuổi lên tầm cao mới, trong các bảng xếp hạng âm nhạc, các xe cũng tăng gần như gấp đôi là chưa đủ. Bởi cũng từ khi bắt đầu chuyện tình rồi cưới Công Vinh, Thủy Tiên cũng là cái tên rất hot trong các sự kiện giải trí khác. Năm 2010 đến 2011 chính là thời điểm mà sự nghiệp của Công Vinh xuống thấp nhất, khi liên tục đối mặt với scandal, chấn thương và cả phong độ. Chẳng biết có phải lấy vợ đổi vận hay không mà Công Vinh ngoài việc lấy lại phong độ cũng nhận được nhiều đơn hàng quảng cáo hơn sau khi xuất hiện và diễn tốt ở các MV ca nhạc của bà xã. Nhìn sự nghiệp của cả Công Vinh lẫn Thủy Tiên bay cao như thế nào sau khi về chung nhà, đủ để thấy họ bổ sung cho nhau và hoàn hảo hơn bao giờ hết, cả từ hình ảnh, sự nghiệp lẫn chuyện kiếm tiền.